Như chúng tôi đã thông tin đến quý vị ở các bản tin trước, tỉnh Lạng Sơn đã thông báo ngừng tiếp nhận xe tải chở hoa quả xuất khẩu từ ngày 17 tháng 1 do tình hình thông quan nhỏ giọt nơi đây gây tình trạng ủng tắc lượng hàng lớn kéo dài. Và liên quan đến vấn đề này thì mới đây phía nước bạn Trung Quốc đã chính thức thông báo thời gian tạm dừng thông quan với các cửa khẩu Lạng Sơn để nghỉ Tết Nguyên Đán 2022. Thời gian này sẽ rút ngắn còn một tuần, bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, thay vì dự kiến là 28 ngày như trước đó. Như vậy, thời gian dừng thông quan, nhất là với hàng container lạnh giảm so với thông báo trước đây của phía Trung Quốc là trước Tết nguyên đáng 14 ngày và sau Tết 14 ngày. Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh Làng Sơn, đến ngày 13 tháng 1, lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu tồn ở các cửa khẩu của tỉnh còn hơn 1.521 xe, trong đó có hơn 620 xe chở hoa quả. Hiện lượng xe thông quan mỗi ngày qua các cửa khẩu ở Làng Sơn khoảng 100 xe một ngày. Tính này tính toán với lượng xe còn tồn tại các cửa khẩu hiện nay thì mất khoảng nửa tháng để giải phóng hết. Lạng Sơn đã có thông báo gửi các địa phương về dừng nhận xe hàng trả nông sản trái cây tươi lên cửa khẩu từ ngày 17 tháng 1 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đáng 2022, đảm bảo giải phóng hết lượng xe tồn ở cửa khẩu.